Bây giờ chỉ còn để anh mà thôi, nên cứ vấn vương chuyện tình phép phơi và chẳng bao giờ có thể thoát ra những vòng độc mà em đã tạo ra. Em có bao giờ tự hỏi rằng bây giờ đây anh đang tới sao? Những thứ anh trao tặng em trước đó em có trân trọng hay đã bỏ nó như một đóa hoa tươi thắm, mà bây giờ đây nó đã yếu úa và tàn. Những chuyện tình ta lúc đầu tuyệt đẹp mà bây giờ đây chẳng còn. Em vẫn có nói dối khi em đang thâu đêm, em nói xa mà xôi khi đang say hơi men. Thôi coi như anh fucking loser in your rent. Em lại đi tìm người anh sau khi bên anh ta đến hết tiệc. Và liệu giờ này em đang bên ai? Em có tình cảm với ai? Anh tự hỏi rằng đã bao nhiêu lâu em không ôm trọn lấy anh. Để khi mà em đã dần lạnh nhạt và quay lưng đi với chuyện tình ta, và giờ một ngày không còn bao xa em sẽ tự rời xa anh. Trao cho em cơ hội để hai chúng ta sửa sai. Thằng khác vì em mua hoa, em cùng nó thâu đêm trên bar. Anh nhìn về góc phòng để hai chúng ta lần cuối nói chuyện với nhau, nhưng bây giờ chỉ còn là kỷ niệm hạnh phúc chỉ dành cho người đến sau. Bởi vì cô ấy đã có để, anh đã đây rất khó để. So còn mình trong màn đêm tối, tự thu mình trong bộ chăn gối. Baby em đã quay đi mất, mẹ của ta đã đổ một xa. Con tim mới bây giờ đã chết hết thật rồi, nhìn em bước đi. Em đi tìm hạnh phúc mới, bỏ lại anh cô đơn thế này. Chẳng còn một ai có bút và viết tiếp câu chuyện tình yêu bây giờ đã kết thúc. Nhìn lên trần nhà anh tiếp đi thật sâu ở trong cơn mơ, tự hỏi em ở đâu. Nếu sau này chúng ta gặp lại nhau, có còn chào hỏi thân mật y như trước, hay chỉ coi nhau là người dân qua đường khi ta chạm mặt để lại đường quay đi. Ta còn nên tiếp tục hay là nên dừng lại? Liệu em có thay đổi tình ta có như trước kia? Chạy ơi.